Cái nhà kho nó tự cháy làm sao mà tôi biết được? Tôi đã khai hết rồi, tôi không làm gì cả. Anh cứ bình tĩnh. Tại sao lại nói là không làm gì? Buổi sáng ngày hôm đó anh có đi mua xăng? Tôi đi mua xăng làm gì nhỉ? Chắc sếp lại nghe mấy cái thằng thối mồm hôm trước nó đặt điều cho tôi chứ gì. Kết quả điều tra và khám nghiệm hiện trường đã cho thấy đồ vật có tẩm xăng tiếp xúc với chất gây cháy nổ làm cho đám cháy lan ra nhanh, gây nổ lớn, hủy hoại toàn bộ kho hàng. Đấy là lý do mà anh và đồng bọn không kịp thoát ra ngoài. Chúng tôi làm việc trên cơ sở khoa học và chứng cứ rõ ràng. Vì vậy tốt nhất là anh nên thành khẩn khai báo, tránh tình tiết tăng nặng. Tôi hỏi lại, buổi sáng hôm đó anh đi mua xăng làm gì? Tôi không biết. Anh hút nhiều quá đấy. Bố, bố về sao bố không nói trước với con? Đột xuất. Tối nay cánh giả chúng tôi hẹn nhau ra nhà văn hóa xã để đề nghị chính quyền giải thích cho nó rõ ràng về cái việc chuyển trường cấp 3. Để rồi xem mọi việc có được đúng như lời anh nói không nhé. Đấy là con nói theo cái nhận định của con, chứ chủ trương của huyện của xã làm sao mà con biết được ạ? Hiểu rồi. Đức này. Dạ. Thằng cu Thái nhà mình ấy. Vâng. Nó bắt đầu vào nề vào nếp rồi đấy. Nó là cái đứa thông minh hiếu học, chứ không phải là cái đứa dập khuôn cứng nhắc. Cho nên phải nắm bắt được tâm lý để mà uốn nắn. Thay vì suốt ngày anh ngồi rít thuốc thế này, anh dành thêm cho nó một chút thời gian để tôi được nhờ. Hiểu chưa? Con hiểu ạ. Còn cái việc cái trại gà quê mình ấy, con đã tìm hiểu thông tin. Quả đúng như vậy. Lần này Sở Tài nguyên Môi trường đã tiếp nhận đơn thư khiếu nại. Tất nhiên là cũng có tác động của con, nhưng mà trong phạm vi cho phép. Chắc chắn thanh tra sẽ về. Ăn thua gì đâu. Bố cứ yên tâm. Lần này đích thân chủ tịch Phát yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phải vào cuộc. Tỉnh chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế kèm với dân sinh xã hội. Vậy mà một dự án ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân như vậy vẫn tồn tại thì chính quyền địa phương, các sở ban ngành phụ trách phải chịu trách nhiệm. Được như vậy thì tốt quá con ạ. Bố ơi, xe đến rồi ạ. Bố ra đây. Thôi thế cảm ơn anh chị nhé. Alo, em nghe ạ. Tôi thấy cái nếp sinh hoạt của anh Đức ấy, dạo này không ổn. Hút thuốc uống rượu nhiều quá. Bạn ấy nghe tiếng ho, tôi thấy có dấu hiệu sức khỏe giảm sút rồi đấy. Trị liệu mà khuyên nhủ anh ấy. Con rất lo cho sức khỏe của anh ấy ạ. Thế nhưng mà do đặc thù của công việc nên cũng khó tránh khỏi. Về lâu về dài con sẽ khuyên anh ấy chuyển việc khác ạ. Khó đấy. Nhưng mà nếu quyết tâm ấy thì không có gì là không làm được đâu con ạ. Vâng. Anh nhận ra ai đây không? Tôi không biết thằng này là thằng nào. Nghe tôi hỏi đây. Ai là người đã ra lệnh cho anh đốt cháy kho hàng?
Nếu như anh không khai thì theo đúng như hồ sơ điều tra của chúng tôi, anh sẽ một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này. Cố ý hủy hoại tài sản có giá trị đặc biệt lớn, khung hình phạt cho tội danh này cũng không nhỏ đâu. Tôi hỏi lại, ai là người đã ra lệnh cho anh? Ông Hiếu. Tôi chỉ là người được thuê làm việc này. Vì công an đang điều tra nên chưa thể quyết định ban lãnh đạo mới cho TN Mobile. Em đã có trao đổi với anh Lâm. Vâng, để sở